hồi DANPRO2 phục hồi da mỏng yếu, xóa mờ sắc tố, khử nám và tàn nhang, chỉ hóa da và nâng cơ, cái tử hôn đồng cho làn da, cung cấp dưỡng chất và nuôi dưỡng làn da. Serum cá hồi DAN phiên bản mới, cấp ẩm, chống lão hóa, căng bóng và nuôi dưỡng làn da khỏe. Combo dưỡng trắng da, thay đổi làn da chỉ sau 10 ngày sử dụng. Cứ gặp sử dụng, rửa mặt thật kỹ, sau đó dùng em serum này chấm vào 4 điểm trên khuôn mặt 1, 2, 3, 4, sau đó tán đều massage mặt trong vòng 2 phút. Mọi người tán xong á là mọi người đã đem thoa và tán đều lên da mặt. Combo giải quyết các vấn đề về da, cải thiện bề mặt và sắc tố.